nhận của các thầy và khi các em về tổ chức hội khóa đến nhà trường rất là đặc biệt, khóa của các em là khóa của thầy Thủy trực tiếp tham gia các em. Còn về tư cách của nhà trường thì nhà trường rất vui khi các em nghĩ đến nhà trường. Tổ chức hội khóa rất khó. Mình thật sự làm việc. Thì nói thật là nhà trường là rất loan và muốn được đón các em và muốn đặc biệt là muốn được theo dõi cái sự trưởng thành của các em. Và khi nhìn thấy học trò mình nó thành đạt như thế thì đúng là mừng, vui và cũng rất trân trọng. Chào các bạn, mình là Tùng, lớp A5K29 Phan Bội Châu. Mình đang đứng ở trước cửa lớp 12 năm của chúng ta cách đây 15 năm. Thì rất là mong muốn các bạn ngày 28 tới chúng ta cùng về thăm lại trường, ôn lại kỷ niệm xưa và tri ân các thầy cô. Hẹn gặp lại các bạn ngày 28 tháng 7. Chào tạm biệt. Chào các bạn, hôm nay mình với một số bạn đại diện của khóa K9 có về thăm lại trường Phan, thăm lại mái trường xưa và thăm lại lớp. Thì rất là mừng thì được sự đón tiếp mà đồng hồ của các thầy trong ban giám hiệu. Và cảm giác về đây thì rất là nhớ trường xưa, nhớ bạn cũ. Và mong các bạn ở xa ở gần thì ngày 28 và 29 tháng 7 này chúng ta sẽ gặp gỡ để ôn lại kỷ niệm xưa và sống lại những cái giây phút của một thời tuổi trẻ đấy, lớp 34 lớp của mình. Chào các bạn. Là một thành viên trong ban tổ chức của dịp lễ kỷ niệm hội khóa 15 năm nay thì hôm nay mình cũng rất là vui mừng được thông báo là những cái công việc cuối cùng trong cái khâu chuẩn bị đã hoàn tất và mình thay mặt các bạn trong ban tổ chức chào đón tất cả các bạn thành viên. Các bạn chỉ cần nhớ là ngày sáng ngày 28 ăn mặc thật đẹp, trang điểm thật đẹp để chúng ta có thể về trường này có những cái bức ảnh, những cái hoài niệm về kỷ niệm một thời ở dưới mái trường Phan một cách đông đủ và vui vẻ nhất. Xin chào tất cả các bạn K29 Phan Bội Châu. Đã 15 năm kể từ ngày tụi mình ra trường, thời gian trôi nhanh đến mức mình cảm tưởng như cái ngày tụi mình vừa được khoác chiếc áo dài trắng, bước chân đến cổng trường, cái ngày mà tụi mình được ngắm hoa bằng lăng trổ trong mùa hạ, ngắm hoa cúc vàng trổ mùa thu, rồi ngắm lá mưa bụi bay cùng với lá băng lăng non nở ngoài cửa sổ vừa mới những ngày hôm qua. Mình vẫn còn nhớ nguyên những cái ngày tụi mình đi tập báo tường, tập văn nghệ, làm báo tường, cũng như vẫn còn nhớ nguyên những cái cảm xúc vật vã những ngày thi cử. Thế nhưng mà thực sự là cảm xúc thì nguyên vẹn như vậy, nhưng mà rất là nhiều điều đã đổi thay rồi. Tụi mình đã khác, thầy cô của tụi mình đã khác. Và thực sự là có rất nhiều chuyện có thể kể với nhau, tâm sự cùng với nhau. Mình thực sự mong chờ sẽ đến ngày hồi khóa và sẽ được gặp lại các bạn, cùng buôn ra lê, hàn huyên cùng với các bạn những câu chuyện mà chỉ có thể kể được với các bạn thôi. Rất mong chờ các bạn ở ngày hội quả đấy nhá. 15 năm chứ không ít, các bạn nhớ trở về. Đăng, nhớ sớm 28 nhá. 28 nhá, 28 lâu về nhá. Xin phép vợ con em về em ấu vô nái luôn nhá. Xóa nhá.